Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Em Xuân Hùng hôm nay quay lên chi tiết một chiếc xe Matiz 2007 tư nhân số sàn, máy 0.8 các bác nhé. Xe này là xe biển 19 màu trắng, xe sạch sẽ hết rồi, về sẵn đi thôi. Chiếc xe 2007 này bên em đang chào bán cho các bác là 55 triệu đồng. 55 triệu đồng một chiếc xe Matiz 2007, xe sạch sẽ về sẵn đi, sơn si vừa mới làm các bác nhé. Sơn si vừa mới làm toàn cây, nội thất em cũng vừa mới bọc lại toàn bộ luôn đây. Đấy, sơn si này, táp ly táp lô này, các bác nhìn này. Táp ly táp lô còn rất đẹp nhá. Đấy, còn rất đẹp này. Rồi thì sơn si nội thất này. Nội thất em vừa bọc lại một loạt ghế mới nhá các bác nhá. Về không phải làm một cái gì luôn. Sàn em cũng làm một sàn mới rồi. Sàn mới rồi. Đăng kiểm con này đến tháng 9 2021 luôn. Các bác về sẵn đi thôi, không phải làm cái gì nhá. La răng sắt nhưng mà lốp thì còn khá là dày đẹp. Táp ly táp lô đẹp đây. Các bác này, táp ly táp lô đẹp nhá. Đấy. Nội thất đây, rộng rãi sạch sẽ, về sẵn đi. Matiz 2007 giá 55 triệu đồng. Các bác có nhu cầu mua chiếc xe này thì alo cho em theo số điện thoại 0789 323 799 để chúng ta gặp nhau và làm việc mua chiếc này các bác nhá. Đây ạ, táp ly táp lô đây các bác nhìn này, táp ly này. Nó cũng còn khá là đẹp. Đấy, táp ly đây. Nội thất thì rộng rãi sạch sẽ rồi. Không phải làm gì luôn các bác nhé. Về sẵn đi thôi. Các bác yên tâm là không phải làm gì. Xe thì nó chỉ có mấy chục triệu thôi. Nhưng mà về chạy thoải mái. Điều hòa mát. Máy ngon gầm bệ ngon lành. Các bác nhé. Máy ngon gầm bệ ngon lành luôn. Ghế mới bọc lại. Đó, em đóng lại cho các bác xem form này. Một chiếc Matiz 2007 số sàn. Đấy, xe thì sạch sẽ rồi. Các bác nhé. Về cứ thế mà đi thôi. Đổ xăng là chạy thôi. Chỉ có 55 triệu đồng. Các bác nhé, 55 triệu đồng thôi. Đây em cho các bác xem về máy một chút nhé. Em sẽ lổ máy lên cho các bác xem. Máy thì êm ru luôn. Và máy mới sạch sẽ. Máy sạch sẽ êm ru. Vâng, khoang máy của chiếc Matiz 2007 đây các bác nhá. Matiz đây. Máy đây. Máy khô và êm ru luôn các bác nhá. Đấy, máy này. Máy khô ráo và mốc meo lên. Êm ru. Hai bên thì không bị đâm đụng va chạm gì. Đấy, xe sạch sẽ về cứ thế đi thôi. Máy móc thì rất là khỏe bốc nhá. Máy rất là bốc khỏe luôn các bác nhá. Cho nên xe cứ thế mà đi thôi, không phải làm gì. Và em đang bán giá là 55 triệu đồng các bác nhá. Các bác đang có nhu cầu mua thì alo luôn. Nhà em còn rất nhiều xe. Đây ạ, còn rất nhiều xe luôn. Đấy, Matiz, Matiz rồi tất cả các loại từ thượng vàng hạ cám đầy đủ hết các bác nhá. Các bác đang có nhu cầu thì cứ alo cho em. Em xin chào và hẹn gặp lại.